Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Kiếm Hiệp. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, kênh Truyện Kiếm Hiệp sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tiểu thuyết Lửa Thù Kiếm Hận của tác giả Trần Thanh Vân. Phần thứ tư. Tấm địa đồ kho tàng. Sáng hôm sau, ba con tuấn mã sải vó cho đến trưa thì đến con lộ nhỏ Võ ngựa chậm lại thả nước kiểu đi cạnh nhau Trầm trương nói Chúng ta sắp đến Hoa Sơn rồi đó Qua ngọn đồi này nữa là đến Lý Thanh tiếp Lão trưởng môn Hoa Sơn này mới kế nhiệm Nhưng lại đưa võ phái này vào các hành động hắc đạo thật là lạ Lý Hùng xen lời Vụ tấm địa đồ này bọn Hoa Sơn là biết trước nhất Nên hôm nay chúng ta hỏi xem chúng đã đoạt được Hay bọn Thanh ưng giáo đã chiếm giữ Trầm trương lại nói Riêng Ngô Huynh thì chắc phái Hoa Sơn không để yên đâu Vì tứ trụ Hoa Sơn do Ngô Huynh hạ sát Lý Hồng tiếp lời ngay Thế thì càng hay Chúng ta gây hấn chẳng lẽ chúng ta sợ sao Trầm chân nói Không phải chúng ta sợ lão trưởng môn tạ phùng Mà lực lượng của môn phái không phải ít người Nên chúng ta phải dè dặt và uyển chuyển để máu bớt đổ thôi Lý Thanh gật đầu Nói như Trầm Huynh là hay đấy Vừa lúc đó cả ba liền cho ngựa dừng hẳn lại khi đến trước tòa nhà lớn có ba dãy. Đó là cơ sở của hoa sơn võ phái với tấm bảng hiệu khắc chữ rất mỹ thuật treo ở cổng lớn của tòa nhà. Họ xuống ngựa tiến đến cổng lớn. Một đại tử của hoa sơn hỏi, các vị có việc gì chăng? Trầm trưng đáp, chúng ta muốn gặp trưởng môn nhân. Gã đại tử liền đáp, để tài hạ vào trình báo với trưởng môn. Gã bước đi vài bước rồi quay lại hỏi, xin lỗi quý danh quý tính của các vị trầm trương liền nói vào báo có trầm trương đến đây gã đệ tử giọng kinh ngạc trầm trương là lãng tử trầm trương phải không trầm trương gật đầu đúng là tại hạ gã đệ tử liền quay người vội chạy vào trong bỏ cổng không buồn khép lại trầm trương nói chúng ta đi vào dứt lời cả ba người đều thong thả đi qua sân rộng trước khi đến khách sảnh của hoa sơn phái khi họ đến gần cửa chính của ngôi nhà thì thấy vị đạo sĩ trưởng môn tạ phùng cùng hơn 10 đệ tử vừa bước ra. Tạ phùng lên tiếng. Trầm trương là kẻ đã sát hại nhiều đệ tử của bốn môn mà hôm nay dám đến đây thì không còn toàn mạng được. Trầm trương cởi lớn. Hà, hà, hà. Lòng tham của con người đã dẫn đến những hành động vô đạo đức, trái chân lý. Đó là điều mà trưởng môn nhân đã đi vào vậy hãy gấp gấp hồi đầu hướng thiện, đừng bày mưu chiếm đoạt tấm địa đồ để đoạt kho tàng, làm cho đổ máu thay rơi. nếu được như vậy, tài hạ rất hoan nghênh. Tạ Phùng nạt lớn, ngươi đừng ngoan ngôn xía vào chuyện của bổn môn. ngươi là kẻ hậu bối mới nổi danh đã bày đặt khuyên dân người trưởng thượng. hôm nay chắc ta phải xem thực tài của ngươi cho rõ hư thật. trầm trương đáp lại. Tại hạ xin chiếu ý của trưởng môn nhân nhưng tại hạ muốn hỏi trưởng môn một câu. Tạ Phong liền đáp: Ngươi cứ hỏi. Trầm chương nói: Là trưởng môn nhân của Hoa Sơn phái, tại sao nó không cho các đệ tử đi vào con đường chính phái mà các vị trưởng môn tiền nhiệm đã bỏ bao công lao gây dựng? Tạ Phong nạt lớn: Ngươi nói vậy là có ý kích động môn đồ đệ tử của bốn môn. Trầm chương lắc đầu: Tại hạ cần gì phải kích động, mà tự họ có mặt đông đủ nơi đây đã biết tự chọn cho bản thân con đường đúng đắn chứ không phải như tứ trụ hoa sơn trước đây chỉ thi hành kế hoạch tà đạo của tạ trưởng môn để phải chết thảm tạ phùng hết lớn im ngay chính ngươi đã hạ sát tứ trụ hoa sơn thì mạng đèn mạng không cần biết lý do gì cả trầm trương vẫn cố nói tại hạ đến đây chỉ muốn láo quay về đường chính cũng như các đệ tử hoa sơn khỏi hiểu lầm về cái chết của tứ trụ hoa sơn đi chặn cướp tấm địa đồ rồi còn cố sát phô phổ tăng phi khải để diệt khẩu nên tại hạ mới ra tay. Chàng ngưng một chút rồi tiếp. Còn nếu lão trưởng môn quyết tâm giao đấu với tại hạ thì đừng trách tại hạ là kẻ khiêu chiến. Tạ phùng hét lên. Được lắm, ngươi hãy xem đây. Tức thì lão phất tay hai mươi đệ tử liền xông lên. trầm chân nói. Tại hạ e đám đệ tử chốt thí của tạ trưởng môn. Họ thật đáng thương, đừng để họ phải chết dưới tay tại hạ. Nhưng lão trưởng môn vẫn hét lớn Tiến đánh Hai mươi tên đệ tử chỉ trần trừ một thoáng rồi như cái máy Họ liền xuất chiêu tấn công trầm trương ảo ạt Liền lúc đó Lý Thanh và Lý Hồng cùng vút người vào Tung quyền giao đấu với họ tức thì Lúc ấy trầm trương tung một quyền Đánh văng một tên Rồi những người lộn luôn mấy vòng qua khỏi đám đệ tử hoa sơn Nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt lão trưởng môn Chẳng quát Lão không trốn thoát được đâu Đến lúc này lão trưởng môn tạ phùng hét lên Được ngươi hãy xem đây Vừa dứt lời lão niền vung quyền tấn công vào trầm trương bằng những sát chiêu hiểm ác vô cùng Lão tạ phùng đến tung thế ảo đan tiên Dùng hai tay ngược với bộ pháp để xông tới mau lẹ cùng đánh tới Quyền mạnh như mãnh hổ xuất sơn Nhanh như chớp trầm trương đảo bộ tránh đòn thật nhẹ nhàng Thì lão trưởng môn liền xuất chiêu nhất điều tiên phóng quyền đánh ngang ra rồi chích lên chân bước tới như tên bắn và tiếp luôn là chiêu khoa hổ rất dữ dội với bộ pháp cực kỳ nhanh nhẹn trầm chân đều tránh thoát nhẹ nhàng nên lão tạo phòng đến tung cước theo thế tước địa long một chân co một chân duỗi trước thì đánh sau thì quét nhưng kết quả vẫn không đánh trúng được đối phương lão tức giận quát lớn rồi thân pháp tăng cực nhanh xuất chiêu cao tứ bình nhưng cũng không đánh trúng đối thủ nên chân trái tiến tới biến thành thế thú đầu rồi chuyển sang thế hư nhị nhưng thân hình trầm trương đã di chuyển sang bên lão tức tốc chuyển thế phục khổ lại thấp mình xuống biến ra thế quỷ xúc thân pháp càng lúc càng linh hoạt biến hóa vô cùng lão tạo phòng đã liên tiếp biến đổi chiêu thức với công lực cao thâm song vẫn không đánh trúng được địch thủ quá tức giận lão liền rút trường kiếm để đối đầu với trầm trương kiếm pháp của lão quả là ảo diệu vô cùng khí kiếm ao ao thế kiếm hiểm hóc nhanh chóng cực kỳ đến lúc này trầm trương hét lớn bó kiếm của chàng được rút ra khỏi vỏ thanh hồng nhật kiếm chớp lòa ánh hào quang tạo vùng kiếm quang sắc hồng rồi đột nhiên ánh quang đỏ rực lóe lên lung linh ảo diệu ập vào đối thủ tức thì một tiếng rẻng vang lên cùng với tiếng la thất thanh ái cha và thân hình lão trưởng môn hoa sơn tạ phòng ngã quật xuống đất Báo kiếm của Trầm Trương đã cho vào vỏ tự bao giờ Còn cây trường kiếm của Lão Tạ Phong đã bị chấn gãy Và búi tóc của Lão cũng bị chém rơi trên mặt đất Trầm Trương hét lớn Ta đã phế võ công của Tạ Phong mà tha mạng Để Lão sẽ ăn năn trong thời gian còn lại của cuộc đời Đừng vì lòng tham vô đáy Mà đi sai đường làm hại thanh danh của một đại môn phái vô lâm như hoa sơn lạnh vậy Lúc ấy đám đệ tử theo lệnh của Tạ Phùng giao chiến với Lý Thanh và Lý Hồng đã có một số bị thương. Nên lúc này chúng cũng liền ngưng chiến Và một số đông khác thì chỉ đứng ngoài quan sát trận chiến mà thôi Trầm trương đảo mắt quan sát rồi nói Tài hạ mong rằng Các huynh đệ Hoa Sơn hãy tự tìm cho môn phái mình Một con đường chân chính để tồn tại với võ lâm Chàng nhìn khắp các đệ tử Hoa Sơn nói tiếp Các huynh đệ hãy chọn một vị trưởng môn xứng đáng Để leo lái võ phái Hoa Sơn lớn mạnh ở mai sau Có như vậy mới xứng đáng là một đại môn phái của võ lâm Trung Nguyên nói dứt chàng nhìn khắp các đệ tử hoa sơn một lần nữa rồi quay nhìn các bảng hữu nói chúng ta đi thôi tức thì ba người thong thả đi ra cổng lấy ngựa phóng đi để lại sự bàng hoàng ngẩn ngơ cho toàn thể đệ tử võ phái hoa sơn vậy lúc này lý thanh quay hỏi trầm trương tại sao trầm huynh không hỏi lão tạ phùng xem lão có lấy được tấm địa đồ không trầm trương lấy trong người ra một cuộn giấy và nói có một đệ tử Hoa Sơn đã viết trong thư này lén ném trong ngu huynh nội dung tố cáo tạ Phùng tuy không lấy được tấm địa đồ song não đã hợp tác với giáo chủ và phó giáo chủ của Thanh Ân giáo đang có tấm địa đồ thật để cả ba tên này muốn tự khai thác rồi chia nhau Lý Thanh nói giáo chủ Thanh Ân giáo muội đã có gặp mặt khi trao đổi tăng phi khải đó là Liễu Ngạn Thu còn tên phó giáo chủ là một nhân vật nào tiểu muội không rõ Lý Hồng liền tiếp lời ngay Tỷ tỷ không biết cũng phải, vì tên phó giáo chủ Thanh Ưng Giáo là một nhân vật nổi tiếng võ lâm là Trương Phi Mạc Giang, trong võ lâm là đệ nhất nhân có thuật phi hành cực kỳ nhanh nhẹn. Lý Thanh liền hỏi, tại sao đệ rõ như vậy? Lý Hùng đáp, bởi đệ điều tra về các nhân vật đầu não của Thanh Ưng Giáo, nên bọn chúng theo dõi đệ mãi là vậy đó. Trầm Trương mỉm cười. Cả hai nói đều đúng như thư tố cáo, đã có nêu rõ danh tính của hai tên nguy hiểm ấy. Lý Hồng liền nói Như vậy là tấm địa đồ đang ở trong tay hai tên đó thật sao Trầm trương đáp Ngô huynh tin là như thế Và chúng ta phải cấp tốc hành động mới kịp Chứ không sẽ chậm hơn bọn chúng một bước nữa đấy Lý Thanh nói Nhưng lực lượng thanh ứng giáo rất đông Ba chúng ta làm sao đối phó Trầm trương đáp Ba đại môn phái là Nam Thiếu Lâm Thanh Thành và Bạch Hạc đã sẵn sàng trợ lực cho chúng ta Vậy để Ngô Huynh sắp xếp với họ để cùng hành động cả ba như đã hài lòng nên thúc ngựa lao nhanh. Trong dãy núi Long Hổ Sơn, lúc này đã bố trí những đệ tử của phái Thanh Thành và phái Bạch Hạc ở khắp các ngã vào tỉnh Phong Cốc. Họ đều ẩn trú và quan sát từng vùng từng khu đã ấn định nếu có thấy bóng dáng liễu ngạn thu và Mạc Giang phải lập tức dùng ám hiệu để thông báo mà theo dõi hai tên này. Cả một vùng rừng mênh mông cây to bóng lớn rậm rạp mà nằm một chỗ để chờ sự xuất hiện của đối phương quả thật ít hy vọng. Song không còn cách nào để truy tìm hai tên ấy nên phải chấp nhận biện pháp hiện tại là ẩn thân chờ đợi. Nhờ tất cả mọi người tham gia đều cùng một lòng, cùng quyết tâm, không chán nản để theo đến cùng của kế hoạch. Cho đến lúc trăng lên phía mé đông của dãy Long Hổ Sơn đã phát hiện có hai bóng người vừa đi lên đang tiến về tỉnh Phong Cốc. Nhưng chỉ qua cái mỏm đá treo leo họ lại rẽ về phía trái rồi đi đến mé đá rộng Nơi ấy có rất nhiều hố sâu địa huyệt và rất treo leo. Xong cũng có chỗ có cả một bãi cỏ mượt mà tốt tươi. Lúc ấy trầm trương lên tiếng. Mé trước kia có trưởng môn thanh thành trình đình nhi án ngữ. Mé phải cho hai bóng kia đã có trưởng môn bạch hạc diệp tùng dương giản trận. Nghĩa là cả ba mặt phía trước của tỉnh phong cốc để có lực lượng án ngữ. Lý Thanh nói. Hai bóng người có thể là Liễu Ngạn Thu Mạc Giang Trăng. Lý Hùng tiếp lời. Nếu là hai tên ấy thì đêm nay đừng hòng trốn thoát trước bao nhiêu cặp mắt theo dõi. Nhưng tại sao chúng không đi vào mặt trước của tịnh Phong Cốc mà lại quay về mặt sau thế này? Trầm Trương nói. Mặt sau của tịnh Phong Cốc có nhiều địa huyệt lắm. Mà nguy hiểm nhất là trên mặt địa huyệt có dây neo chẳng chịt phổ che. Nên dễ lầm lẫn là dưới lớp dây neo ấy có mặt đất nào ngờ địa huyệt sâu thẳm. Chàng nhìn hai người rồi nói Di chuyển phải hết sức cẩn thận đấy Vừa lúc đó hai bóng người lúc nãy đã đi hẳn về phía sau của tịnh Phong Cốc Tức là đang tiến dần về phía chậm trương Lý Hùng nói Ẩn mình cho kỹ nhé Hình như hai bóng người đang tiến về phía chúng ta kia khi hai bóng người còn cách khỏi chừng hơn 30 bước thì trầm trương khẽ nói. Mạc Giang, Lý Thanh tiếp lại. Như vậy nhất định tên phía sau là Liễu Ngạn Thu trong khi đó hai bóng người kia vẫn tiến chậm chậm đến và chợt một tên lên tiếng mạc giang huynh đệ có phải lối này không đúng hắn là thượng phi mạc giang liền trả lời liễu giáo chủ cứ yên tâm trong tấm địa đồ đã chỉ do lối này rồi không nghi ngờ gì nữa trầm trương liền ra hiệu cho cả ba người tung người vọt rời chỗ nấp đáp xuống khoảng đất mà hai tên liễu ngạn thu và mạc giang vừa bước đến trầm trương lên tiếng trước liễu ngạn thu mạc giang các ngươi làm gì đến nơi này phi mặc giang cất tiếng cười to rồi nói lớn hà 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 trầm trương ngươi cướp tấm địa đồ để lên đây chiếm đoạt sao trầm trương lắc đầu thượng phi mặc giang nay là phó giáo chủ thanh ngưng giáo cùng giáo chủ liễu ngạn thu đừng có xảo ngôn làm gì ngươi đừng hòng bịt bậm lừa gạt ai nữa mạc giang hét lớn ngươi cũng chẳng làm gì được ta đâu trầm trương nói trước khi biết ai làm gì được ai ta muốn hỏi ngươi một câu mạc giang liền đáp nhiều câu cũng được, Trầm trương nói. Ai giết phô phổ Tăng Phi Khải có phải ngươi không? Mạc Giang cười lớn. Hà, hà, hà. Ngươi có nhanh chân đến nhà Tăng Phi Khải, nhưng làm sao nhanh chân hơn Thượng Phi Mạc Giang này được? Trầm trương nói. Vậy chính ngươi đã hạ sát họ để cướp lấy tấm địa đồ. Mạc Giang vẫn cười đáp. Cả một kho tàng và bí kíp võ học. Nếu ta vào liễu giáo chủ đây không nhanh tay làm gì lấy được trước ngươi chứ. Trầm Trương nói tiếp. Thế đêm nay nhất định hai người không còn lối thoát Lúc này liễu Ngạn thu lên tiếng Người bất quá là một hậu sinh mới vào võ lâm giang hồ khuấy động mấy vụ Lại dám múa mép với bổn giáo chủ đây sao Lý Thanh hét lên Tên đê tiện đêm nay ngươi sẽ thấy thế nào là hậu sinh Liễu ngạn thu có tiếng cười tự tin nói Hả hả Lũ ngươi không phải là đối thủ của bổn giáo chủ đâu Không thể trần trừ được nữa Lý Thanh hét lớn liền vung quyền tấn công Liễu Ngạn Thu như ánh chớp. Lý Hồng thấy thế cũng lập tức lao vào trận đấu hợp cùng Lý Thanh đối phó với Liễu Ngạn Thu. Lúc đó Trầm Trương và Mạc Giang cũng đã sát chiến mà quyền cước của đôi bên đã kịch liệt ngay. Lão giáo chủ họ Liễu tuy võ công chưa bằng Mạc Giang nhưng thuộc hàng đại cao thổ nên mặc dù một trọi hay mà qua hai mươi chiêu lão vẫn chưa có dấu hiệu kém thế. Nhưng thêm mười chiêu nữa lão hét lớn liền rút cây đại đao và đao pháp như cuốn hút lấy binh khí đối thủ. Phía trầm trương vẫn cùng Mạc Giang đã qua 20 chiêu giao đấu thật ác hiểm cuồn cuộn vẫn tiếp diễn. Thượng Phi Mạc Giang đã nổi danh giang hồ võ lâm với danh hiệu Thượng Phi, nên bộ pháp của y quả hết sức lanh lẹ dị thưởng. Song quyền cước của trầm trương cực kỳ biến ảo như luôn luôn vây hãm đối phương vào nguy khốn. Lúc này cả mọi nơi đều đã biết cuộc giao đấu đang xảy ra phía sau tỉnh Phong Cốc, tiên họ ồn ồn kéo nhau về phía ấy. Điều mà đám đệ tử Thanh Thành và Bạch Hạc thích thú nhất là được chứng kiến cuộc giao đấu cực kỳ ác liệt giữa các đại cao thổ trong trực cảnh sống chết. Chứ không phải giao đấu có tính chất biểu diễn giao hữu. Họ đang say mê theo dõi cuộc quyết đấu, thì chợt lão giáo chủ liễu ngạn thu hét lên một tiếng lớn, đao ảnh mịt mồ tạo vùng khí lực ào ạt và cây đại đao chém xả về phía Lý Thanh nàng liền lách mình và nhuyễn kiếm của nàng bất ngờ chém chéo vụt tiếp liền với đại đao lão làm lão ta phải bật ngược về phía sau để tránh kiếm chiêu quá nguy hiểm và ác liệt này của lý thanh nhanh như cắt lý hồng không bỏ lỡ cơ hội liền vung thiết côn đập như trời giáng xuống sống đao của liễu ngạn thu và cố vận lực kiềm giữ đại đao nên lão ta cũng cố đẩy ngược cây thiết côn lên trong thế rằng co trong khoảnh khắc ấy đã để chống hẳn một bên hông của lão liễu ngạn thu nhanh như cắt nhuyễn kiếm của lý thanh chớp đảo lên và đâm xuyên từ hông bên này qua bên kia lập tức nó hét lên một tiếng kinh hoàng cây đại đao buông rơi cũng là lúc cây thiết côn của lý hùng đánh bật ngược lên đúng vào giữa mặt lão giáo chủ nghe bộp một tiếng toàn bộ đầu mặt của lão ta đang nát bét rất khủng khiếp và thân não bật ngửa ngã trên mặt đất khi nguyên kiếm của lý thanh đã thu hồi về phía trầm trương cuộc giao đấu đã có sự nguy khốn đối với mạc giang hắn rất ngại trầm trương sử dụng kiếm pháp nên cũng không dùng binh khí để đối địch lúc này thấy liễu ngạn thu đã chết hắn hét lên một tiếng tung liền ba tuyệt chiêu nhằm ép lùi trầm trương khi thấy có cơ hội hắn liền nhanh như chớp tung quả phích nịch quả vào trầm trương nhưng chàng liền bốc cao thân người tránh thoát khói mù bay tung cả một phụng khi tung quả phích lịch quả mặc rằng những tưởng rằng đã thoát được trầm trương nên hắn đã tung người lên cao hạ nhẹ khỏi đám khói mù khi đó, thượng phi mặc giang liền cất cao bước thi triển thượng thừa khinh công để thoát chạy. Nhưng như một ánh chớp, trầm trương liền phóng theo hai ngọn liễu diệp phi đao lấp lánh dưới ánh trăng ghim ngay vào đùi và khuỷu gối, nghe phập phập. Tức thì mặc giang na á lên một tiếng thật lớn, đảo người ngã nhào về mé trái rơi trên đám dây neo nho nhỏ dày đặc. Hắn quả quạo chụp các đám dây neo khác nhưng chỉ nghe rào lên một tiếng và tiếng na thất thanh của Mạc Giang vang lên thật lớn rồi từ từ nhỏ dần và im bặt. Trầm Trương liền chạy đến chỗ Mạc Giang vừa bị rơi thì đã thấy miệng địa huyệt đen ngỏm sâu thẳm. Tiếp theo chẳng là mọi người cùng chạy đến, trưởng môn Thanh Thành liền nói. Hắn đã rơi xuống địa huyệt rồi. Dưới ánh trăng yếu ớt mọi người đưa mắt nhìn địa huyệt mà chẳng thấy gì vì phía dưới đen ngỏm. Trầm Trương bèn lấy cục đá quăng xuống địa huyệt nhưng chẳng nghe tiếng động vang vọng nào cả trầm trương liền hỏi các vị có đem theo dây tốt không nhiều tiếng trả lời có đây có đây chúng tôi có rất nhiều chẳng nói cho gom dây tất cả lại đây Trở môn bạch hạc diệp tùng dương hỏi trầm thiếu hiệp dự định làm gì trầm trương đáp tấm địa đồ đang ở trong người mặc giang nếu không xuống địa huyệt thì làm sao lấy được tấm địa đồ mọi người không có tiếng trả lời chẳng lại tiếp các vị có đem mồi lửa không trưởng môn chỉnh đỉnh phi nói các đệ tử của Thanh Thành chúng tôi có đem theo nhiều mồi lửa tẩm dầu sẵn sàng rồi. Trầm Trương liền nói, cho kết lại một mồi lửa lớn cho tại hạ. Một lúc sau có mấy mồi lửa đốt lên. Lý Thanh đến cạnh chàng hỏi, Trầm huynh xuống địa huyệt hay sao? Trầm Trương gật đầu, không thể để kho tàng châu báu của Tống Quốc lại trôn theo tên lửa đảo ấy được. Một mồi lửa đưa đến cho Trầm Trương. Lý Thanh liền nói, Trầm huynh phải cẩn thận. Chàng gật đầu thì Lý Hùng nói, Dây đã nối lại tất cả rồi để tiểu đệ xem xét kỹ lưỡng. Trầm trương gật đầu rồi cột bột tảng đá gần bằng thân hình chàng rồi từ từ thả xuống. Cứ thả mãi thả mãi và khi sắp gần đến đáy thì thấy sợi dây không còn căng nữa mà đã trồng lại. Trầm trương mỉm cười nói đã tới đáy huyệt rồi rồi chàng nên cột đầu dây vào một gốc cây thật chắc chắn rồi nói. Đốt mồi lửa lớn cho tại hạ tức thì mồi lửa được đốt cháy lên ngay trầm trương vừa cầm mồi lửa vừa bám vào sợi dây chân đạp vào vách đá địa huyệt tuột nhanh xuống lòng địa huyệt từ trên mọi người có nhìn theo ánh sáng của mồi lửa nhỏ dần và còn lại như một con đom đóm thoáng thấy điểm lửa nhỏ dưới địa huyệt được một lúc rồi tắt phột lý thanh kêu lên mồi lửa tắt rồi một sự im lặng trong no âu của mọi người chợt lý thanh đi đến chỗ gốc cây cột sợi dây giật giật sợi dây thì lý hậu nói thấy gì không tỉ tỉ lý thanh chỉ lắc đầu không trả lời Lý Hồng liền nằm loa tay hướng xuống địa huyệt na lớn. Trầm huynh, trầm huynh. Nhưng cũng chỉ nghe âm thanh của chàng vọng vang rồi im bặt chợt Lý Thanh la lên. Có, rồi, có rồi. Lý Hồng hỏi, có gì tỉ tỉ? Lý Thanh đáp, có lẽ trầm huynh đang lên. Sợi dây đang căng thẳng và mọi người chờ đẩy. Rồi một bóng người từ lòng địa huyệt tung người lội trên không đáp xuống chỗ mọi người. Tất cả đều la lớn. Trầm thiếu hiệp mọi người đều dồn đến bên chàng trầm trương nói tại hạ đã lấy được tấm địa đồ trong xác tiên mạc giang chàng giơ cao tấm địa đồ thì trưởng môn thanh thành trình đình phi nói tấm địa đồ này chỉ có trầm thiếu hiệp mới đủ khả năng cất giữ nó trầm trương nói chúng ta trình việc này về triều đình vì đây là kho tàng của tống quốc chúng ta tất cả vỗ tay hoan nghênh tán động trầm trương lại nói tại hạ nghĩ rằng sáng mai chúng ta sẽ đưa tấm địa đồ này về cho triều đình nên nhân ở đây có các vị trưởng môn chúng ta nên quyết định một số người đưa tấm địa đồ này về kinh đô cho triều đình. Trưởng môn thanh thành trình đình phi nói, trầm thiếu hiệp và lý nữ hiệp cùng lý thiếu hiệp đưa tấm địa đồ là được rồi. Trầm Trương nói ngay, theo tại hạ nghĩ, hai vị trưởng môn của thanh thành và bạch hạc đã có lần về kinh đô nên cần phải có mặt trong chuyến đi này. Trưởng môn trình đình phi nói, rất tiếc đêm nay không có đại sư tử di trưởng môn nam thiếu lâm trưởng môn diệp tùng dương tiếp lời bần đạo đã cho người đến tận tây thiên đại tử để mời từ di tham gia vào đêm nay nhưng trước đó đại sư đã có việc khẩn cấp đến tổng đàn cái bang nên đêm nay không có đại sư và đệ tử của nam tiếu lâm là vậy lý thanh nói theo lời trầm huynh vừa nói thì nhị vị trưởng môn chắc không thể từ chối chuyến đi quan trọng này được dĩ nhiên hai trưởng môn của thanh thành và bạch hạc không thể từ chối nên mọi người đều bằng lòng theo kế hoạch để sáng mai cấp tốc lên đường ngay Lý thanh nói với trầm trương tiểu muội có người cậu ruột là một đại quan trong triều đình nên chúng ta sẽ dễ dàng yết kiến hoàng thượng đó trầm trương vui vẻ nếu thế thì thuận lợi vô cùng sau đó mọi người bàn thêm từng chi tiết cho chuyến về kinh đô vào sáng mai rồi mới cùng rời vùng núi long hồ xuân để về thị trấn tuy nhiên chỉ có năm người là trầm trương lý thanh lý hồng trình đình phi và diệp tùng dương đến một lữ quán ăn uống nghỉ ngơi còn đệ tử của hai phái võ thanh thành và bạch hạc đều trở về bổn môn của họ ngay đêm ấy sáng hôm sau khi năm người vừa ăn điểm tâm để chuẩn bị cho cuộc hành trình về kinh đô thì đột nhiên trong phòng khách thực có hai đại hán hăm hở đi vào làm mọi người chăm chú nhìn da mặt của hai người này một đen và một trắng bạch như thoa vôi vậy nhưng người giang hồ võ lâm thấy hai đại hán này đã biết biệt danh của họ là hắc bạch diện nhân đang nổi tiếng giang hồ thuộc hàng đại cao thủ của giới hắc đạo khi vào phòng thực khách, Hắc Bạch diện nhân đảo mắt quan sát qua các bàn ăn rồi lớn tiếng hỏi. Ai là lãng tử trầm trương? Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai con người dị diện. Đang đứng sừng sững khiêu khích nơi bàn năm người của trầm trương. Lý Hồng lên tiếng trước. Hắc Bạch diện nhân các ngươi muốn gì mà hỏi lãng tử trầm trương? Hắc diện nhân đáp. Ta muốn nói với Trầm Trương, còn ngươi có phải Trầm Trương không mà lên tiếng? Lúc này Trầm Trương nghiêm giọng hỏi, Hắc Bạch Diện Nhân muốn hỏi tại hạ việc gì. Hắc Diện Nhân nói ngay, tấm địa đồ. Trầm Trương mỉm cười, tấm địa đồ có nơi tại hạ. Hắc Diện Nhân nói như ra lệnh, hãy đưa cho ta. Cả bàn ăn đồng cười to lên, Hắc Diện Nhân nản lớn. Các ngươi cười gì? Nhưng Trầm Trương vẫn giọng ôn tồn hỏi. Hắc Bạch Diện Nhân muốn lấy tấm địa đồ thật sao? Hắc Bạch Diện Nhân cầu nói một lượt, đúng. Trầm Trương gật đầu đáp, nếu hai vị khống chế được tại hạ tức thì hắc bạch diện nhân lùi lại tay chụp vào đốc kiếm sẵn sàng giao đấu trầm trương chặn tay ra hiệu rồi nói muốn giao đấu hay ra nơi rộng rãi kia ở đây chỉ gây thiệt hại cho chủ quán vừa nói xong chẳng lắc người vọt ra phía bãi đất rộng méo phải của lữ quán thì hắc bạch diện nhân cũng đã có ở hiện trường những người của trầm trương cũng có mặt ngay trầm trương nói tại hạ khuyên nhị vị tiền bối nên bỏ ý định lấy tấm bản đồ làm của riêng tư đó là lời thành thực của tại hạ nếu như vị không nghe thì tại hạ không lưu tỉnh đâu hắc bạch diện nhân cũng hét lớn đánh tức thì cả hai rút trường kiếm cùng tấn công quyết liệt kiếm pháp của hắc bạch diện nhân vô cùng lợi hại chiêu pháp biến nào khôn lường lại cả hai hợp công nhuẩn nhuyễn tạo nên một vùng kiếm mảnh bao trùm lấp lánh ánh mặt trời buổi sáng như những hào quang nhấp nháy trầm trương vẫn dùng bộ pháp uốn lượn như chiếc lá nhấp nhô trên muôn sóng dữ những người khách nơi lữ quán này cũng đứng xa xa theo dõi đúng là một cơ hội để họ được nhìn những thế kiếm hiểm hóc ảo diệu của hắc bạch diện nhân đang nổi danh giang hồ từ lâu và những khắc chế của trầm trương thật uyển chuyển nhẹ nhàng những lúc mũi kiếm của đối phương như sắp đâm chém xuyên trống chẳng nhưng thật kỳ ảo bộ pháp di chuyển chỉ nghiêng lách nhẹ nhàng là những kiếm chiêu của đối phương rơi vào khoảng không vô ích đã qua mấy mươi chiêu rồi mà hắc bạch diện nhân không chiếm được ưu thế. Làm hai não rất bất ngờ rồi nôn nóng. Kiếm pháp gia tăng hơn nữa. song vẫn không sao hạ được đối phương nên hai não cổng hét lớn. Âm dương hợp kiếm. Tức thì bạch diện nhân như ánh chớp cuốn người lên không trung. Kiếm ảnh chập trùng như con đại bàng từ trên vổ xuống. Khí thế chiêu kiếm thật là kinh khiếp. Trong khi ấy hắc diện nhân năn người trên mặt đất như con sóng lớn xô giặt vào đôi chân của trầm trương làm mục tiêu chấn áp trên giới cùng hợp công quả là âm dương hợp kiếm của hắc bạch diện nhân thật phi thưởng trầm trương thấy vậy hét lớn hảo kiếm pháp liền với tiếng hét hồng nhật kiếm trong tay chàng chợt lóe lên ánh quang đỏ rực trước người lung linh chỉ nghe rẻng một tiếng cùng tiếng la á thất thanh thì thân hình trầm trương ngã ngửa ra khi từ trên cao bạch diện nhân đang phóng kiếm đâm xuống lại một tiếng hét uất nghẹn sau tiếng phục cắn ngủi Lúc ấy thân hình của Trầm Trương như chiếc pháo theo đằng giữa của thân hình bắn vọt ra. Rồi lộn luôn một vòng đứng yên bên ngoài và thanh báo kiếm đang nằm trong vỏ. Chàng từ từ xoay người lại. Mọi người đã thấy kiếm của Bạch Diện Nhân này đâm ghim vào giữa ngực của Hắc Diện Nhân. Khi tên này đã đứt mất cánh tay cầm kiếm. Nên kiếm vào cánh tay văng rơi còn đẩy máu. Còn Bạch Diện Nhân máu còn đang chảy ra nơi lưng. Vì sắc Bạch Diện Nhân nằm đè vắt vẻo trên xác Hắc Diện Nhân máu theo đường kiếm xuyên từ ngực ra sau lưng mà chảy tràn ra cuộc giao đấu đã kết thúc bốn người của trầm trương liền bước nhanh đến chỗ chàng với nụ cười khâm phục hân hoan lúc ấy mọi người đứng xem đều đã trở vào phòng thực khách thì chợt có một gã hành khất bước nhanh đến trước mặt trầm trương nói trầm thiếu hiệp tiểu nhân là đệ tử cái bang được lệnh trao phong thư này cho thiếu hiệp trầm trương vừa đỡ phong thư vừa hỏi thư của ai đệ tử cái bang đáp thư của từ di đại sư trưởng môn nhân của nam thiếu lâm trầm trương nhíu mày hỏi tiếp tại sao lại có thư của từ di đại sư đệ tử cái bang đáp xin trầm thiếu hiệp xem thư sẽ rõ vì tiểu nhân chỉ được biết bấy nhiêu điều ấy thôi trầm trương khẽ gật đầu rồi sẽ phong thư ra xem trưởng môn thanh thành trình đình phi lên tiếng hỏi trước khi trầm trương vừa đọc xong thư có việc gì vậy thiếu hiệp trầm trương trao thư cho trình đình phi và nói Tất cả các vị hãy đọc thư rồi hẳn hay. Thế là bốn người truyền tay nhau đọc bức thư. Họ vừa đọc xong thì chậm chương nói. Chắc các vị cũng biết trong võ lâm có một tổ chức chuyên dụng chất độc để hại anh hùng hào kiệt mà chúng ta chưa tìm ra. Nay trong thư từ di đại sư đã cùng bang chủ cái bang du thanh tuệ đã tìm ra manh mối. Nên cần tài hạ trợ thủ khẩn cấp. Vậy việc đưa tấm địa đồ về kinh đô xin hai vị trưởng môn cùng Lý Thanh Tiểu muội và Lý Hồng Hiền đã đảm đương cho. Trưởng môn Diệp Tùng Dương muốn nói gì thì trầm trương liền lên tiếng trước. Hơn nữa trong giang hồ các phe phái đinh ninh tại hạ đây giữ tấm địa đỏ nên họ sẽ cố tâm theo dõi tại hạ nếu họ có ý đồ đen tối. Như vậy bốn vị đây hãy đưa tấm địa đồ về kinh đô càng thêm thuận tiện đánh lạc hướng bọn cái ý đồ đen tối thì các vị đỡ nhọc mệt trên đường về kinh đô. Lý Thánh nói như vậy bao nguy hiểm đổ về cho trầm huynh ngả. À? Trầm trương đáp Lý muội cứ yên tâm huynh có cách đối phó hơn nữa huynh cùng từ di đại sư vào bang chủ cái bang hợp lực chắc cũng chẳng sao đâu. Mọi người nghe vậy đã yên tâm để thốt lên những lời từ giã để lưu luyến. Và mỗi người đều vì đất nước phải tạm gác tình riêng tư vậy. Khô lâu quỷ bảo Sau khi tiến toán người về kinh đô, Trầm Trương cũng cấp tốc đến điểm hẹn ghi trong thư để gặp từ di đại sư và bang chủ cái bang du thanh tuệ. Chính ở lần này, trầm trương lại gặp tô kỳ lan và sau lời giới thiệu mọi người đi ngay vào vấn đề từ di đại sư nói sở dĩ chúng ta có gửi khẩn thư mời trầm tiếu hiệp vì phát giác ra tổ chức chuyên dụng độc lén ám hại anh hùng hào kiệt võ lâm chính là khô lâu quỷ bảo hơn nữa chúng hiện đang bắt giữ một số nhân vật võ lâm và cả gái đồng trinh vô tội nữa bởi vậy hôm nay chúng ta phải tìm cách tiêu diệt khô lâu quỷ bảo này bang chủ cái bang du thanh tuệ tiếp lời Chúng ta cũng đã vừa nghe Trầm thiếu Hiệp lấy được tấm địa đồ kho tàng đưa về triều đình. Đó là điều rất quý. Nay lực lượng cái bang sẽ hợp tác với thiếu Hiệp thanh toán khô lâu quỷ bạo này vậy. Từ di đại sư lại tiếp. Chúng ta cũng được tin có một lực lượng của hắc đạo ngoại mông đang kéo về khô lâu quỷ bạo. Bởi vậy bàn tăng phải cấp tốc quay về bổn tự để điều động nhân lực chặn phá lực lượng đó. Nên nơi này giao lại cho Du Bang chủ và Trầm Thiếu Hiệp hợp lực đảm đang. Trầm chân máy các vị tiền bối xử lý như thế quả hết sức hợp lý tiểu bối xin được góp sức cùng cái bang đối đầu với khô lâu quỷ bảo đại sư khi yên tâm phá cho được lực lượng hắc đạo ngoại mông là điều không phải dễ đâu ngừng một chút chẳng tiếp nếu có khó khăn đại sư hãy đến nga mi cùng thanh thành bạch thạc để hỗ trợ cho nhau cũng hay lắm đấy từ di đại sư gật đầu dĩ nhiên bần tăng phải hành động như vậy chứ không dám khinh thường đâu Du bang chủ nói Nếu vậy đại sư cứ lên đường ngay cho kịp Còn lấy này để chúng ta lo liệu Từ di đại sư không nói thêm lời nào Mà chỉ ra từ mọi người để cấp tốc lo nhiệm vụ mới Khi tiến đại sư đi rồi Du bang chủ Các vị trưởng lão và Tô Kỳ Lan Cùng với trầm chứng ngồi vào cùng nhau thảo luận kế hoạch Có một điều thuận lợi Là hiện nay cái bang đã bắt sống hai hải tử của lão đàm tử yên Bảo chủ của khô lô bảo nên cuộc bàn luận nhằm trao đổi để giải thoát số người vô lâm và các cô gái bị nhốt nơi quỷ bảo. Nhưng mọi người đều biết khô lô quỷ bảo phòng vệ rất nghiêm ngặt. Tên bảo chủ tự ý chiếm đoạt vùng đất rộng trung quanh và tự gọi là vùng cấm địa. Thế ai tự động đi vào sẽ bị sát hại ngay. Vì vậy việc đưa điều kiện thư đến được khô lô quỷ bảo cũng là việc đầy mưu trí nên phải thảo luận kỹ. Lúc này Tô Kỳ Lan mới lên tiếng việc đưa điều kiện thư đến khô lâu quỷ bảo cứ để cho tiểu nữ lo rồi nàng quay qua trầm trương trầm huynh cứ thảo điều kiện thư đến lúc rạng đông ngày mai tiểu mợi sẽ lên đường trầm trương chặn lời để huynh đi cho tô kỳ lan gạt ngang nơi đây cần trầm huynh lo liệu mọi việc còn việc đến khô lâu quỷ bảo tiểu muội đảm trách được dù băng chủ thấy sự cương quyết của nàng nên cũng phải chấp thuận và nói tô nhi con hãy mang theo cặp song đoạn đao của đàm đại lân làm tín vật thì hay hơn tô Kỳ lan gật đầu dạ được tiểu nhi sẽ mang theo thế là mọi việc đã sắp đặt xong dạng đông ngày hôm sau tô kỳ lan cải nam trang gọn ghẽ phóng ngựa nhắm hướng khô lâu quỷ bảo lướt đi đến trưa ngựa của tô kỳ lan đã lọt vào khu rừng thưa là đất cấm của khô lâu quỷ bảo tuy biết vậy song cũng còn cách xa quỷ bảo mà chưa thấy việc gì cản trở nên là cứ phi ngựa lao tới bỗng có tiếng vó ngựa ngược chiều với nàng nên tô Kỳ Lan thong thả ghim bớt cương ngựa quan tuấn mã hí lên mấy tiếng hình như đã phát hiện có ngựa của đối phương vào lúc đó có bốn thốt ngựa chạy tới ghim cương dàn hàng ngang cản đầu ngựa của nàng một tên trong bọn lên tiếng tiểu tử kia sao ngươi dám vào vùng cấm địa của khô lâu quỷ bảo tô Kỳ Lan nạt lớn các ngươi nói hay thật đất đai này tại sao gọi là cấm địa tên kia cởi lớn nói Tiểu tử không hiểu cái lý của kẻ mạnh Tô Kỳ Lan chặn lời Ngươi nói sao cái lý của kẻ mạnh là cái lý gì Tên kia đáp Hô lâu quỷ bảo là vô địch thiên hạ Mai kia mốt nó sẽ gồm thâu vô lâm rồi cả thiên hạ nữa Lên ngôi thiên tử luôn đó là kẻ mạnh ngươi hiểu chưa Hắn nuốt nước bọt rồi hắn học tiếp đã là kẻ mạnh thì tự đặt ra những luật lệ để buộc kẻ khác phải tuân theo. Rồi hắn chỉ vào Tô Kỳ Lan nói ngươi đã đi vào vùng cấm địa thì phải chết đó là ý của ta ý của kẻ mạnh ngươi phải tuân theo tô kỳ lan nghe vậy liền hét lớn bọn cô lô quỷ bảo toàn là xúc sinh có đức hiếu xanh cũng chẳng được bao giờ tên đầu bọn hét hỗn láo tiểu tử ngươi phải đền tội cho lời hỗn hào hãy xem tứ ải sầu đây hắn vừa nói vừa phất tay ra hiệu thì ba tên kia liền thúc ngờ vây tô kỳ lan vào giữa tô kỳ lan vẫn bình thản hỏi tứ ải sầu là danh phận của bốn tên xúc sinh các ngươi phải không tên chủ bọn hết, hỗn láo ngươi phải trả giá đắt lập tức bốn tên cùng thúc ngựa tung bốn thanh đao từ bốn phía vây phủ chém vào tô kỷ lan khí thế hết sức hung hãn chứng tỏ tứ ải sầu cũng thuộc vào hàng cao thủ tô kỷ lan không chậm chế liền thúc ngựa và con tuấn mã thuộc loại ngựa chiến nên rất khôn ngoan và quen trận mạc hí lọng thật oai rồi cất mình thật cao bay ngang qua một tên tứ ải sầu khi tên này vung đao đã bị tô kỳ lan sử dụng đả cậu bổng pháp đập trúng vào cánh tay trên của hắn làm cái đao vào thân người hắn bị hất tung xuống ngựa vào lúc con tuấn mã của tô kỳ lan phóng mình cất vó bay qua khi thoát qua vòng vây của tứ ải sầu tô kỳ lan liền nhảy xuống ngựa để cho con tuấn mã chạy vào mé rừng khi đã rút đôi xong đao của đàm đại lân mà nàng mang theo làm tín vật bọn tứ ải sầu không ngờ chàng trai trẻ kia tránh thoát chiêu hợp loạn đao của bọn chúng mà còn hất tung một tên trong bọn bay súng ngựa đang lồm cồm bò dậy ba tên kia thấy vậy cũng liền nhảy xuống ngựa rồi lập tức xông vào tấn công từ bốn mặt tô kỳ lan liền cầm xong đao của đàm đại lân vung lên đỡ ngọn đao của một tên trong tứ ải sầu chiếm tới còn tay kia nàng sử dụng đả cẩu quất ngang vào hai chân của hắn buộc hắn phải nhảy lên tránh đoàn lập tức đầu kia của cây đả cẩu bỗng nhanh như ánh chớp đập vèo vào giữa mặt hắn hoảng hốt hắn né sang bên thì cây đả cẩu đập vào vai hắn một đoàn thật mạnh nghe hợ một tiếng hắn trao người ngã lăn luôn mấy vòng vào lúc đó trên đầu bọn của tứ ải sầu đưa tay ra hiệu cho đồng bọn dừng tay tô kỳ lan thấy vậy cười gần sợ rồi phải không hai tên ăn đoàn nằm kia còn hai tên định chạy trốn sao tên chủ bọn lắc đầu đắp không phải vậy đâu tô kỳ lan bước tới hỏi vậy tại sao các ngươi lại ngưng đấu ngửa chừng bỏ chạy phải không Tên chủ bọn vẫn nói Tiểu tử không phải ta sợ gì ngươi đâu Mặc dù chúng ta có hai người chúng đoàn Thì phải công nhận vô công của ngươi khá cao Nhưng ta muốn hỏi ngươi một điều Tô Kỳ Lan đáp Ngươi cứ hỏi Tên kia nói ngay Cặp đao đang ở trong tay ngươi có phải là vũ khí của ngươi không Tô Kỳ Lan liền hỏi này Tại sao ngươi hỏi vậy Cặp song đao này có liên quan gì với ngươi không Mà ngươi chú ý thăm hỏi vậy Tên kia đáp cặp đao kia đúng là của đàm đại lân nhị công tử của khô lâu quỷ bảo đã bị mất tích mấy ngày qua chưa tìm ra manh mối tô kỳ lan liền hỏi vậy ngươi muốn tìm ra công tử của ngươi không tên kia đáp ngay dĩ nhiên là ta phải truy tìm ra thủ phạm tô kỳ lan lắc đầu ngươi khỏi truy tìm tên kia hỏi gần vậy ngươi biết chăng tô kỳ lan đáp đúng tên kia lại hỏi tiếp lấy gì nằm bằng cớ để nói rằng ngươi biết tô kỳ lan cười đáp Thật ngươi quá ngây thơ chẳng phải ngươi vừa nói là cặp song đao này là của đàm đại lân sao? Vậy nó chẳng phải là vật để chứng minh ư? Tên kia ú ớ. Ờ à, thì, thì quả là song đao của đàm đại lân công tử. Rồi giọng hắn cao có. Nhưng tại sao ngươi có cặp song đao này? Tô Kỳ Lan vẫn cười. Ta lấy từ tay đàm đại lân. Tên kia hơi ngạc nhiên hỏi. Ngươi có khả năng lấy cặp song đao của đàm công tử? Tô Kỳ Lan nhún vai nói ta đang cầm cặp đao đây ngươi hỏi thật ngớ ngẩn tên kia phân vân rồi nổi cáu quát lớn ngươi muốn gì tô kỳ lan thấy đã đến lúc đi vào chuyện chính liền nói ta đến đây báo cho các ngươi biết để đặng đi cứu công tử của các ngươi các ngươi không bằng lòng sao tên chỗ bọn tứ ải sầu đáp ngươi cứ nói xem tô kỳ lan đưa cặp song đao rồi nói đây là cặp song đao của đàm đại lân nàng vừa nói chưa hết lời thì tên kia đã chặn lời vậy đàm công tử đã bị bắt tô kỳ lan cười gần chẳng những nhị công tử đàm đại lên của ngươi mà cả tứ công tử đàm phi hải của ngươi cũng bị bắt bọn tứ hải sầu hùng hổ hét lớn lên vậy bọn ta sẽ giết ngươi tô kỳ lan đưa ngang cây gậy đả cẩu rồi nói bọn ngươi cần đánh ta hay cần đi cứu hai vị công tử nào cả bọn tứ hải sầu nhìn nhau rồi một tên đáp việc cứu nhị vị công tử là quan yếu bọn ta chờ nghe ngươi nói ngươi nói đi Tô Kỳ Lan thong thả nói Bọn ngươi hãy nhận cặp song đao đem về trình cho bảo chủ của các ngươi cùng với một bức thư này Vừa nói nàng vừa lấy trong người phong thư đưa ra rồi lại tiếp Trong thư là bút tích của đàm đại lân và các điều kiện được đưa ra để trao đổi Một tên vẫn hỏi thêm Điều kiện gì? Tô Kỳ Lan đáp Rất dễ dàng Khô lâu quỷ bảo hãy trao lại tất cả những cô gái và những võ lâm giang hồ đã bị khô lâu quỷ bảo giam giữ bấy lâu nay Tên kia đáp ngay Mọi việc đều sẽ do bảo chủ quyết định Vậy ngươi hãy đưa thư vào song đao đây Tô Kỳ Lan gằn giọng Ngươi báo với bảo chủ là giờ hẹn vào mọi điều kiện giao ước đã được ghi rõ ràng trong thư Mọi điều sai trái sẽ mang hậu quả vô cùng bất lợi cho khô lâu quỷ bạo Rồi nàng nói thêm Đêm nay vào đầu canh ngay Trên ngọn đồi Đông Lâm phía Bắc Thị Trấn Trần Hai Dặm Đường Nơi ngôi miếu hoang chính ngươi là người mang thư hồi đáp của bảo chủ cho ta đến tiếp nhận Nàng lại gần giọng nếu chế hẹn thì sinh mạng của hai công tử phải mất Và chúng ta nhất quyết đem hai thủ cấp của hai công tử Ngươi treo nơi khô lâu quỷ bảo Tên kia gật đầu đáp Điều này là quan trọng Ta biết chắc bảo chủ sẽ giải quyết nhanh chóng Ta hẹn sẽ gặp ngươi nơi ngôi miếu hoang ở đồi Đông Lâm Tô Kỳ Lan nghe hắn nói vậy Liền ấn lực lia mạnh phong thư từ tay nàng bay vọt về phía tên chủ bọn Hắn nhân mình chụp lấy một cách nhẹ nhàng chính xác Lúc đó nàng hét lớn Hãy bắt lấy cùng với tiếng hét thì cặp song đao cùng lúc bay song song với nhau theo thế thẳng đứng vồn vụt lao tới trước mặt tên chỗ bọn tứ ải sầu Tên này thì nàng thi triển kinh lực như vậy không dám thở ơ nên rất cẩn thận và khéo léo hắn cùng lúc hai tay chụp vào hai cán đao rồi khen hảo công phu không muốn dần dà phiền phức tô kỳ nan vội vàng phóng mình về phía mé rừng miệng huyết nên dấu hiệu tức thì con tuấn mã từ mé rừng phóng đến chỗ nàng tô kỳ lan nhảy lên nước ngựa phóng đi trong chớp nhoáng còn lại hiện trường là bọn tứ ải sầu chúng nhìn nhau rồi một tên nói chúng ta về bẩm báo với bảo chủ vậy cả bọn lên ngựa phi nhanh ngọn đồi đông lâm cách thị trấn chừng hai dặm về phía bắc có một ngôi miếu bỏ hoang từ lâu tuy ngôi miếu cũng còn mái nhưng đã có nhiều chỗ vỡ ngói rồi mưa gió đã nhiều mùa cửa nghèo đã mất hết nên vách tường đầy rêu phong hoen ố nhận răng bụi bám lá cây rừng cũng tràn vào nền nhà ngôi miếu chỉ có một gian nhưng ngoài ba cái cửa lớn ở phía mặt tiền lại có hai cánh cửa hậu còn mang cánh cửa đã mục chung quanh ngôi miếu hoang này là những cây lớn tàn phủ che rất âm u cổ quái đã bỏ hoang tử lâu nên không có một bóng người nào lai vắng. ban ngày có bầy chim sẻ vào làm tổ ban đêm thỉnh thoảng có tiếng tắc kè nấc lên mấy hồi rồi im mặt để lại cảnh tượng hoang vu cho cổ miếu. Một vài con rơi lượn ra vào là những gì thường xuyên còn tồn tại nơi hoang miếu này. Đúng như lời giao ước trong điều kiện đã gửi cho bảo chủ, mọi sự sắp đặt để nhận sự trả lời của khô lâu quỷ bảo phía cái bang đều được chuẩn bị chu đáo. Sở dĩ phía cái bang chọn nơi hoang miếu này làm điểm hiện vì muốn thử thách thiện trí lại có thể loại trừ âm mưu nào đó nếu khô lâu quỷ bảo có ý đồ gian dối vừa đầu canh hai từ xa đã có tiếng ngựa phi nước đại phóng đến hoang miếu nơi đồi đông lâm này chỉ trong chốc ngắt đã có hai con hắc mã dừng lại trước hoang miếu hai người xuống ngựa cột vào một gốc cây nhìn quanh quất để quan sát rồi thong thả bước vào hoang miếu bầu trời chỉ có sao sáng nên không thể nào chiếu sáng ngôi miếu hoang hai người vừa vào rất thận trọng lên tiếng chúng ta đã đến vừa lúc đó có ánh lửa chớp lên mấy lần và một ngọn đèn được thắp sáng để trên bục thờ của hoang miếu ánh sáng đã có hai người vừa lên tiếng lại hỏi các hạ là ai một hán tử vừa châm đèn nhìn hai người nói các ngươi đem thư hồi đáp của bảo chủ khô lâu quỷ bảo phải không một trong hai người này đáp đúng vào lúc đó có giọng cười trong trẻo và một thiếu niên xuất hiện từ cửa hậu của hoang miếu người thiếu niên nhìn hai người nói tốt lắm nhị vị trong tứ ải sầu đã mang phúc đáp của lão bảo chủ phải không một tên trong tứ ải sầu liền đáp Y như lời đã hẹn bảo chủ của chúng ta hoàn toàn chấp nhận yêu sách của các ngươi. Thiếu niên gật cổ nói, phúc thư đâu? Một tên để lấy phong thư đưa ra. Phúc thư của bảo chủ đây. Rồi hắn nói tiếp khi thiếu niên đã nhận phúc thư từ tay hắn. Bảo chủ nói rằng sẽ y hiện và muốn các ngươi cũng phải nghiêm chỉnh thi hành. Thiếu niên nghiêm giọng Chúng ta là kẻ đại trưởng phu luôn giữ đúng lời. Xong rất khoát phải trừng trị nặng tay với những kẻ nào bội ước âm mưu xảo quyệt. Thiếu niên lại tiếp Bây giờ các ngươi đi về báo lại với bảo chủ Các ngươi là cứ như giao ước mà thi hành Hai tên tứ ải sầu liền đáp Được chúng ta cáo lui Vừa nói xong hai tên này liền quay ra Lên ngựa phóng về khô lâu quỷ bảo Một cách nhanh chóng Người thiếu niên quay nói với người thắt đèn Huynh đệ hãy tắt đèn chúng ta về Người kia đáp Tô tiểu thư nhận thấy chúng có thật thả không Thiếu niên chính là Tô Kỳ Lan giả thành thiếu niên để bọn tứ ải sầu dễ nhận như đã gặp lúc nàng đưa điều kiện thư. Tô Kỷ Lan nói Với hai tên quan môn vừa rồi Chưa có phát hiện sự dối trá Rồi nàng bước ra cửa Người trung niên kia cũng theo nàng nói Tiểu thư chờ một chút Ta đi dắt ngựa ra để chúng ta cùng về Người trung niên nói xong liền nhanh nhỏ đi ra phía sau hoang miếu Chỉ trong chốc lát đã dẫn ra hai con ngựa Trao cương cho Tô Kỳ Lan và nói Chúng ta về thôi Cả hai nên ngựa phóng nhanh đi theo hướng về thị trấn Khi hai người chạy được chừng non nửa dặm Tô Kỳ Lan nói với người đi cổng có hai thất ngựa theo dõi chúng ta người kia hỏi lại chúng ta hành động không tô kỳ lan đáp đã có kế hoạch vừa lúc đó đến một ngã ba lộ tô kỳ lan liền rẽ ngựa tách về hướng nam nên người đi theo cũng phải rẽ ngựa theo nhưng chạy sát hỏi tại sao tiểu thư không về phân đà mà rẽ vào lối này tô kỳ lan đáp hãy nhìn hai thất ngựa phía sau nếu họ theo ta tất nhiên chúng là người của khô lâu quỷ bảo theo dõi chúng ta cùng lúc đó hai thất ngựa chạy sau cũng rẽ vào lối của tô kỳ lan chạy trước Người trung niên nói Chúng ta đã bị theo dõi Tô Kỳ Lan liền đáp Từ bây giờ huynh đệ đừng lưu ý đến chúng nữa Cứ phi nhanh hơn theo sát ta Khi hai con ngựa trước phi nhanh Thì phía sau hai ngựa kia cũng bám sát Mặc cho Tô Kỳ Lan quanh co Quẹo lại mấy khúc đường Mấy ngã ba ngã tư Nhưng hai tên theo sau vẫn bám sát quyết không bỏ rơi Khi sắp đến một con đường nhỏ Mà hai bên đều là cây rậm mọc cao Tô Kỳ Lan cho ngựa giảm tốc độ Thì phía sau hai con ngựa kia cũng chạy chậm lại lúc ấy phía trước có một kỵ sĩ cưỡi con bạch mã chạy ngược chiều khi đi ngang qua tô kỳ lan liền nói kiểu ngoài để hai tên này trong ngô huynh xử lý tô kỳ lan mỉm cười nói đúng như kế hoạch nghĩa thế là tô kỳ lan và người đi cùng liền ra cưng cho ngựa chạy thật nhanh nơi đó đã có trầm trương cưỡi bạch mã chạy nước kiểu chậm đầu với hai tên theo dõi khi sắp đến gần nhau trầm trương liền vung tay thì có hai viên đá bay vụt đập vào đầu hai con ngựa làm chúng hí giật lên rồi ngã nhào hất tung hai kỵ mã xuống đường trầm trương thong thả xuống ngựa bước đến khi hai tên này đã đứng lên chẳng nói ngựa của nhị vị sao thế một tên hậm hực hét đồ khốn kiếp đêm hôm mà ngươi dám ám hại ngựa ta trầm trương cởi nhặt không phải vậy đâu ta chỉ ngăn hai ngươi có hành động lén nút xấu xa thôi tên kia lại lớn tiếng ngươi dám ngăn cản ta à trầm trương giọng dữ cợt ngươi là cái gì mà ta không dám chứ tên kia hét lớn nhị lão gia và tam lão gia trong tứ ải sầu của khô lâu quỷ bảo đây ngươi nghe rõ chưa trầm trương bình thản đáp nếu ánh sao sáng hơn nữa chắc dễ thấy bộ mặt hai ngươi hung dữ tàn ác khó ưa một tên tứ ải sầu nôn nóng ngươi là ai có ý đồ gì mà chặn ta trầm trương cười xưng là tứ ải sầu mà quá đẩn độn ta chặn bọn ngươi tức ta là ai rồi? tên tứ ải sầu hàn học được lắm ta sẽ giết ngươi xem ai cản ngăn chúng ta được nào vừa nói cả hai tên tứ ải sầu liền đồng loạt rút đao tấn công ngay bằng đòn sát thủ để hạ đối phương cho nhanh chóng một tên sử dụng chiêu uất chỉ lạp tiên đại đao chém từ trên xuống như ánh chớp trong khi đó tên kia tung chiêu câu quải liên hoàn đao liên tiếp phát đao hợp công Cố dồn trầm trương vào chỗ lưỡng thủ thọ địch xoay trở đều bị ánh đao vây phủ Trước đao pháp hung hăng trầm trương vẫn ông dung lách mình tránh chiêu uất chỉ lạc tiên. Rồi khi câu quẻ liên hoành tam đao tới tấp công vào phía trầm trương, chàng liền cất mình lên cao để tránh đao. Ngay đó tên tứ ải sau lại chuyển liền đao pháp sử dụng chiêu yến tử lực thủy. Thân hình xoay liền sang phải, tay phải trợ lực tay trái. Ngửa lên cùng lúc hai tay hất lưỡi đao theo sức đẩy của trầm trương Nhưng lại rơi vào khoảng không hắn lập tức hoành bộ sang trái tung chiêu phượng hoàng toàn xạ Lưỡi đao chém từ trên xuống theo thân hình của trầm trương và khi không chúng đích liền phạt đao ngang ra nhưng lại hụt một lần nữa hai tên hợp công liên tiếp xuất chiêu sát thủ nhưng đều không sao chạm vào người của trầm trương được lúc này hai tên ghìm đao hậm hực nhìn trầm trương nói ngươi giỏi lắm nhưng chúng ta sẽ giết ngươi trầm trương giọng đanh lại. ta đã nhường cho hai ngươi nhiều chiêu rồi hai ngươi chẳng hiểu biết sức mình mà rút lui lại ngoan cố háo sắt Vậy đừng trách ta sao không bố thí đức hiếu sinh. Tên tứ ải sầu vẫn cởi nhạo báng Tiểu tử hãy nếm đao của tứ ải sầu sẽ thấy lợi hại. Vừa nói dứt hai tên tứ ải sầu lại vũ lộng đao pháp tấn công. Nhưng khí thế mạnh mẽ hơn và chiêu thức ảo diệu hơn nhiều. Trầm trương lần này không cần trở nữa. Như lời chàng đã nói là không thể hiếu sinh với bọn này. Nên khi chúng thi triển đao pháp. Thì chàng nhanh như ánh chớp rút hồng nhật kiếm ra cùng với thân ảnh của chàng không còn nhận ra chiêu thức kỳ ảo nào nữa chỉ thấy bóng chàng chập chờn trong vòng đau phóc của hai tên tứ ải sầu và khi ánh quang đỏ rực lên thì nghe tiếng kêu kinh hoàng tức thì trầm trương đã quay người nhảy lên nâng bạch mã khi hai tên tứ ải sầu cũng đổ ngã bên vệ đường chạy một khoảng đường đến ngã ba lộ trầm trương đã thấy tô kỳ lan và đệ tử phân đà đang ghìm cương ngựa chờ chẳng đến tô kỳ lan liền hỏi trầm huynh xong cả rồi chứ trầm trương mỉm cười hai tên tứ ải sầu đao pháp cũng khá lợi hại người đệ tử phân đà chen lời nói giọng ngạc nhiên trầm thiếu hiệp đã hạ xong hai tên ấy rồi sao trầm trương đáp xong rồi thế là cả ba phi ngựa quay về đường cũ để về phân đà trong thị trấn khi ngựa đến gần thị trấn cả ba ghìm bớt cương ngựa cho ngựa chạy nước kiệu trầm trương nói với tô kỳ lan khi nàng chạy song song bên chẳng bọn khô lâu quỷ bảo như vậy là chưa biết phân đà nhốt công tử của chúng tô kỳ lan gật đầu đúng như vậy nên chúng cho bọn tứ ải sầu theo dõi tiểu muội để truy tìm địa điểm trầm trương góp ý cũng may chúng ta đã dự trù kế hoạch ngăn ngừa và cũng là dịp tỉa dần lực lượng của chúng nhất là gây một áp lực nặng nề cho bọn chúng và đặt bọn chúng vào thế bị động tô kỳ lan nói việc trao đổi sắp tới tiểu mọi nghĩ rằng không phải dễ dàng đâu lão quỷ bảo chủ là kẻ xảo quyệt đa mưu ta phải lưu ý rất nhiều trầm trương liền nói đó là điều tất nhiên rồi cả ba lại cho ngựa chạy nhanh hướng về phân đả khi nhận thấy không còn gì nghi ngờ người của đối phương theo dõi nữa máu lửa xác người bầu trời đầy sao cũng đã làm cho vạn vật tuy không sáng rõ nhưng luôn có một ánh sáng mờ ảo dịu dàng người quen đi trong đêm không đến nỗi phải khó khăn mới nhận định được vật thể những con ngựa vẫn lao nhanh trong đêm tối Trên những con đường mòn xuyên qua vùng đồi thưa núi dốc ngoằn ngoèo Bỗng kỵ sĩ ra cưng cho ngựa lao về phía khô lâu quỷ bảo Khi đến mé rừng giáp địa danh khu đất cấm của khô lâu quỷ bảo Bốn con ngựa liền dừng lại Bốn kỵ sĩ xuống ngựa rồi đưa ngựa vào vùng cây rậm buộc lại Đó là bốn người từ phân đà đi quỷ bảo theo kế hoạch của Trầm Trương Toán này gồm có Trầm Trương và ba vị trưởng lão mới đến phân đà vào ban sáng Trầm Trương quay sang ba vị trưởng lão nói: "Chúng ta cứ hướng này băng qua khu rừng thưa là đến điểm có thể quan sát Khô Lâu Quỷ Bảo. Cả bốn người đều mặc võ phục đậm màu để hoạt động trong đêm tối, cùng nhẹ nhàng đi nhanh qua khu rừng đến ngọn đồi cách Khô Lâu Quỷ Bảo không xa, đổ để quan sát sự ra vào của quỷ bảo. Trầm Trương căn dặn: "Khô Lâu Quỷ Bảo có bốn cửa ra vào, nhưng cửa chính là cửa đông nên chúng ta tập trung quan sát nơi đó." Ngọc ngừng một chút chàng lại tiếp Bây giờ là canh ba Về khoảng canh tư bọn quỷ bảo Tất phải xuất phát mang theo con tin Thì mới đến điểm hẹn đúng giờ quy ước Chàng ngưng một chút rồi nói thong thả Chúng ta đã cho đoàn người của chúng đi xa chừng vài dặm Lúc đó khởi sự đột nhập quỷ bảo Mà phải hành động thật nhanh chóng Theo tin tức thu lượm được Nơi khô lâu quỷ bảo còn có song tuyệt kiếm và nhị quỷ đao là bốn tên đại cao thủ chuyên nghề bảo vệ và giết mướn chúng ta cần lưu ý đề phòng ba vị trưởng lão hết sức chăm chú nghe rồi trầm trương lại phân công cửa phía tây trưởng lão châu mãn đảm nhiệm cửa phía nam trưởng lão dương kính toàn đột nhập vào cửa phía bắc trưởng lão lục nhân còn tại hạ sẽ vào cửa chính tức cửa đông Chợt trưởng lão dương kính toàn lên tiếng hỏi trầm thiếu hiệp có phải song tuyệt kiếm nổi danh nơi vùng biên thủy phía bắc nước ta phải không trầm trương gật đầu đáp à song tuyệt kiếm này là huynh đệ ruột tên là lại thế cường và lại thế đông trưởng lão châu mẫn lại nói còn song quỷ đao cũng là hai huynh đệ người mông cổ tên là cổ sa hà và cổ triển khúc trầm trương gật đầu đúng vậy lão bảo chủ cũng khôn ngoan lắm lão ta lựa những cặp huynh đệ như vậy để tăng sức mạnh một cách tự nhiên khi giao đấu bốn người vừa thì thầm bàn luận phân công quan sát nơi cổng chính quỷ bảo chợt có tiếng gà rừng có tiếng gáy từ một góc rừng vang vọng lạc lõng rồi có vài tiếng gáy khác nối theo trầm trương liền nói cuối canh tư rồi đó bỗng cổng thành phía đông mở ra một ngọn đèn bỗng được thắp sáng treo lên tiếp theo đó là đoàn người khoảng vài chục cưỡi ngựa chạy ra phía sau là ba chiếc xe ngựa ra roi chạy theo trầm trương và ba trưởng não mải miết ẩn nấp theo dõi cho đến khi đoàn người của quỷ bảo hoàn toàn khuất xa thật lâu và ngọn đèn nơi cổng chính tắt từ bao giờ trầm trương mới nói chúng ta hành động ba vị trưởng lão đều sử dụng gươm theo yêu cầu của trầm trương để giải quyết chiến trận cho mau lẹ sau câu nói của trầm trương chàng cùng ba trưởng lão như những bóng ma chập trần lao vào bốn cổng của khô lâu quỷ bảo mà từ trước đến nay gọi là kiên cố bất khả xâm phạm trên giang hồ trầm trương đến trước cổng chính nơi đây có hai cây cao lớn tàn treo phủ đến đầu bờ tượng chàng lẹ như con vận thoát trèo lên cây đi ra nơi thành tôi nhẹ nhàng nhảy đứng ở đầu tường phía dưới chân tường nơi cổng chính ở phía trong hai tên canh gác cũng cầm đao đi qua đi lại như lính gác dinh thự của vua chúa trầm trương chờ đúng lúc tên gác vừa xoay người lập tức từ trên đầu tường chàng buông người xuống hai chân dậm chính xác vào vai và gáy tên gác nghe rắc một tiếng hắn liền ngã sấp xuống nhưng cũng khi đó tên gác kia đi sắp lại thấy vậy vội vung đao chém trầm trương hai chân chàng còn tựa trên vai tên gác trước liền lấy đà nhún người lộn về phía sau tên gác mới trở tới tên này lẹ làng xoay người cây đao của hắn lại thuận đà chém xả vào trầm trương chàng tiến sát cận tay trái gạt tay đao của hắn tay phải của chàng xòe bàn tay chặt ngược vào ít thầu của hắn nghe hợ một tiếng thân hắn đổ sập xuống đất trầm trương thanh toán nhanh chóng hai tên gác cổng liền nách mình vào những cây cảnh lớn rồi thoát đi rất nhanh về phía đại khách sảnh của quỷ bảo Nơi đây là dãy nhà chính lớn nhất gồm nhiều gian nối nhau, trong mỗi phòng đều có đèn để sáng. Tuy sinh hoạt hàng ngày chưa được bắt đầu vì mới vào canh ba. Nơi cửa ngoài khách sảnh này có hai tên canh gác, trầm trương để ném một viên đá gây tiếng động nhẹ. Lập tức một tên vụt chạy về phía có tiếng động sau bụi cây. Tên còn lại còn đứng lóng ngóng. Chàng vụt nao tới, ngọn thiết phiến xẻ dọc mặt hắn thiết niệm tại chỗ. Trong khi tên kia chưa rời khỏi bụi cây, trầm trương đã đến bên hắn vung tay điểm huyệt làm hắn bất động nằm bắn vào gốc cây chàng thật nẹ làng luồn mách nhằm tìm nhà giam để cứu những người còn bị giam tại đó chàng qua đến hành lang dãy nhà giam gặp hai tên đang từ phía trước đi tới trầm trương vội nhép mình lẩn so mé tường chờ hai tên kia trở tới nhanh như chớp chàng hiện ra trước mặt chúng hai tay vung ngang những ngón tay chàng đâm thẳng vào giữa ít hầu làm chúng ngã chết ngay Trầm trương liền kéo sắc chúng bỏ vào một góc tối Rồi vụt bước nhanh vào nhà giam Chàng loay hoay dò tìm thì bỗng nghe có tiếng nói Hai đứa mình hôm nay gác nhà giam đỡ mệt rồi Có tiếng đáp lại Trước đây có hai mươi đứa con gái Bây giờ còn có bốn con thì ta canh cũng khỏe Một giọng khác tiếp Ta thì ngại đám vo lông cao thủ kìa Hôm trước có tám mạng Bây giờ chỉ còn có hai lão già Một thằng thiếu niên đó mới là nhẹ trầm trương nghe được cuộc đối thoại thì biết chắc đã tìm được đúng chỗ chàng không chậm chế nên nách mình vào đến trước cửa phòng lớn rồi gõ cửa bên trong có tiếng hỏi ai đó trầm trương bình thản đáp đến đem phụ đồ ăn vào hai tên gác phía trong lật đật chạy đến mở cửa cùng đưa đầu ra nhìn nhưng khi hai cái đầu vừa ló ra thì nghe hai tiếng hợ hự hai tên đã thành hai cái xác chết trầm trương liền kéo hai cái xác vào trong phòng giam lớn đóng cửa lại chàng tìm trong người chúng lấy ngay sâu chìa khóa đến từng phòng giam nhỏ của dãy nhà giam để nhìn vào quan sát. Lúc này hình như bên ngoài có tiếng người chạy rồi tiếng la ó ồn ảo. Trầm Trương biết là ba vị trưởng lão đã tấn công vào ba cửa kia rồi. Chàng vội vã tìm phòng giam có người, nhưng hai rồi ba, bốn phòng đều trống vắng. Chàng càng vội vã vì tiếng la bên ngoài lớn hơn, tiếng người chạy nhiều hơn. Nhưng hai phòng trong cũng có người, Trầm Trương tìm khóa. Nhưng nhiều chìa khóa nên chàng phải bình tĩnh rồi ống khóa được mở ra, chàng nhìn vào trong thấy có hai ông lão và một thiếu niên liền nói: các vị hãy mau ra mau, chúng ta đến cứu đây. ba người bị giam nhìn nhau ngỡ ngàng nhưng không chậm trễ. một lão nhân nói: thiếu hiệp chúng ta ra được chưa? trầm trương liền đáp: các vị theo tại hạ. vừa nói chàng vừa qua phòng giam bên cạnh rồi tìm chìa khóa. lúc đó bên ngoài có bốn tên chạy vào miệng la: xong đao đại gia bảo chúng mày canh gác cho cẩn thận đấy vừa nói bốn tên vừa chạy vào thì phát giác có biến cố nên chúng nhào lại vung quyền tấn công vào bốn người đứng trước phòng giam hai ông già và gã thiếu niên liền cử quyền sắp chiến còn tên tấn công trầm trương trong lúc chẳng vẫn tiếp tục tìm chìa khóa mở khóa vì chỉ còn một phòng này là cuối cùng nên phía sau lưng chàng vẫn không chú ý nhưng khi hắn vung tay quyển lên thì hai chiếc chìa khóa như hai chiếc phi tiêu đâm vào tam tinh hắn nghe phục một tiếng máu tóe ra hắn ngã nhào ngay xuống đất khi ấy trầm trương cũng mở xong cửa phòng giam Chàng nhìn vào trong thấy có bốn cô gái Đúng như lời bọn chúng tự khai liền nói Các cô hãy theo tại hạ ra ngay Các cô gái có phần hốt hoảng Nhưng có một cô rất bình tĩnh nói Thiếu hiệp đến cứu chúng ta Trầm trương đáp vội Đúng các cô ấy mau rời khỏi nơi này Cô gái ấy vẫn nói Phòng kế bên có thân phổ ta bị giam Xin thiếu hiệp cứu giúp Trầm trương đáp ngay Đã ra rồi các cô đi nhanh lên cả bốn cô gái liền bước nhanh ra cửa phòng giam hợp cùng hai ông già kia và gã thiếu niên cô gái vừa ra đã chạy về phía ông lão gọi lớn thân phổ thế là hai phổ tử ôm nhau mừng tuổi trầm trương dục họ các vị đã hạ ba tên này chúng ta cùng rời nơi đây ngay kẻo muộn vừa nói chàng vừa dẫn đầu quay ra cửa phòng lớn lúc này đã có nhiều tiếng la ó trầm trương đưa nhóm người ra đến hết thành lang liền nói với hai ông lão các vị cùng đưa những cô gái này thoát ra cổng chính phía đông, ta sẽ đến ngay. Nói xong chẳng như ánh chớp quay lại phòng giam, đổ hết những cây đèn nơi đây nằm lửa loang ra bốc cháy, chầm chương vụt phóng người đi. Chàng lao ra nhằm cửa đông đi tới, lúc này các cửa tây nam bắc đều có lửa cháy, cảnh hỗn loạn khủng khiếp xảy ra. Lớp người lửa cháy, lớp người đánh nhau cùng ba vị trưởng lão và cả nhóm người vừa giải thoát cũng đang kịch chiến. Chầm chương chạy qua mấy phòng đều đổ đèn cho lửa cháy. Nên khi gần đến cửa đông Thì đám người được giải thoát đang bị vây khốn trong ánh đao của hai cao thổ Trầm trương biết ngay họ đã ác đấu với song quỷ đao Liếc qua hiện trường chẳng thấy một ông não đã bị trúng đao ngay mé hông phải Máu ra nhiều đang ông vết thương ngồi vào một gốc cây Có ba cô gái săn sóc Cũng may các gia đình của quỷ bảo đang đổ số đi nơi khác Nên đám cô gái vẫn được an toàn Trong vòng vây của song đao là hai phụ tử của cô gái thì ra cô gái này cũng có võ công hợp cùng gã thiếu niên hình như cũng đang bị trúng đoàn nơi cánh tay trái thân hình có phần lão đảo rồi trước tình thế thật nguy hiểm cho họ trầm trương liền hét lên xong quỷ đao huynh đệ các ngươi từ mông cổ cũng bảo nhau đến nơi này sao xong quỷ đao nghe có người kêu đúng danh tính và xuất xứ của mình nên cùng hoành đao ngưng lại trầm trương nói nhanh với phụ tử cô gái và gã thiếu niên ba vị hãy lui ra ba người này đang trong thế chỉ mành treo chuông cố cầm cự nên khi nghe trầm trưng nói thế nhẹ nhàng lui ra đến bên ông lão bị thương cùng săn sóc xong quỷ đau liền nói tiểu tử ngươi mà cũng biết đại danh của huynh đại ta ư trầm trương bước đến trước mặt xong quỷ đao rồi nói hô lâu quỷ bảo này sẽ làm mồ chôn xong quỷ đao cổ sa hà và cổ triển khúc lúc đó đại danh của bọn ngươi thành ra đại mồ môn thuở một tên xong quỷ đao quát lớn tiểu tử đừng nói nhiều hay xem quỷ đao của chúng ta cùng với tiếng quát hai thanh đao của đối phương loang loáng phủ chụp trầm trương như không có lối thoát lúc này gian nhà gần nhất đã bốc cháy ánh nở tỏa ra càng xoay rõ chiến trường thật ghê gớm và ác liệt song quỷ đao thật hung hãn chiêu thức kỳ lạ từ miền mông ngoại phô trương nhưng nay gặp trầm trương nên chúng không còn huynh hoang tự đại trầm trương đã nhìn thấy chiêu thức của quỷ đao khi giao đấu với ba người lúc nãy nên chàng thấy cần phải thanh toán đối phương càng nhanh càng tốt trầm trương liền xoay cả bao kiếm một vòng quanh người lập tức hai tên quỷ đao liền chuyển biến chiêu thức hợp công hợp thổ thật kín đáo trầm trương thẩm nghĩ hai tên quỷ đao này cũng ghê gớm thật trước tình thế bên ngoài có nhiều tên gia đình của quỷ bảo tràn tới và cuộc chiến này diễn ra giữa phụ tử ông lão gã thiếu niên và đám gia đình nếu kéo dài tất không lợi cho phe chàng nên chậm Trương nhún người lao về phía mấy tên gia đình đang tấn công phụ tử ông lão như bóng ảnh chập trận vung liên tiếp báo kiếm liệt đứt loạt mấy tên gia đình trong thế quay lưng về phía hai tên quỷ đao nên chúng xem là cơ hội thuận lợi nhất để cùng xuất đao lấy đà từ xa vung đao chém tới sau lưng chàng nhưng chỉ đợi có thế chậm Trương mặc dù tấn công đám gia đình giải tỏa cho phụ tử ông lão nhưng thực chất muốn cho song quỷ đao tưởng rằng chàng không để phòng mà buông thả vung đao tấn công phô bảy nhược điểm đúng lúc đó trầm chân liền xà bộ thanh hồng nhật kiếm lóe lên ánh quang đỏ rực chém một vòng khi thân hình chàng xoay ngược phía sau và chỉ còn nghe thấy mấy tiếng kêu á ối thì thân hình trầm chân như pháo thăng thiên vọt lên cao đứng xa mấy trượng quay đầu nhìn lại hai tên quỷ đao đã thành hai cái xác chết đều bị chém đứt ngang bụng máu tuôn lênh láng phụ tử ông lão cũng như gã thiếu niên thấy trầm trương thi triển chiêu thức kỳ ảo để hạ sát một lúc hai tên quỷ đao danh chấn giang hồ đều chắc lưỡi buột miệng khen tuyệt đại công phu tuyệt đại công phu giữa lúc đó thì trưởng lão dương kính toàn chạy đến vừa vung kiếm chém một tên gia đình gặp trầm trương trưởng lão nói nhanh cửa phía bắc lão phu đang nổi lửa khắp dãy nhà lúc này lửa cháy đã quá cao và lan rộng ra nhiều gây nên sức nóng bức vào ánh lửa tỏa rộng khắp nơi trầm trương hỏi lớn hai vị trưởng lão kia đâu? trưởng lão dương kính toàn đáp chưa gặp. trầm trương thấy tình hình càng khó khăn liền nói để tại hạ đi tìm hai vị trưởng lão. chàng mới bước hai bước đang nghe tiếng của dương trưởng lão gọi trầm thiếu hiệp hãy trả. chàng vội dừng bộ thì dương trưởng lão chỉ về phía rừng lửa nói, hình như lão lục nhâm đang vác một người kìa trầm trương không chần chừ liền lao về phía lửa ấy. còn lại trưởng lão dương kính toàn quay qua đám người được cứu thoát nói lớn các vị theo lão ra cửa chính. Ông lão kia liền nói Còn Đinh Trang Chủ bị thương nặng Dương Kính Toàn trưởng lão vội quay lại xem xét Nhưng vị trưởng lão lắc đầu nhìn mọi người nói Đinh Trang Chủ đã chết Mọi người đều ngồi xuống bên xác của ông lão Chính là Trang Chủ Đinh Thế Nam Một nhân vật võ lâm đã gác kiếm giang hồ Vào lúc đó trầm trương có một người bị thương Mất một cánh tay là Châu Mẫn trưởng lão Còn Lục Nhâm trưởng lão cũng đang bị thương Nhận dị máu của ông ngực lão đạo lại mấy tên gia đình ùa tới tấn công Trầm trưng một tay ôm vị trưởng lão bị thương Một tay vung trường kiếm nhấp nhô là mấy tên bị hạ sát tại chỗ Trầm Trương liền trao trưởng lão bị thương cho dương kính toàn trưởng lão và nói Trưởng lão giữ châu trưởng lão để tài hạ phá cửa đi ra chứ không còn kịp nữa Như nhớ ra điều gì khẩn cấp Trưởng lão lục nhâm một tay ôm ngực đảo đảo nói với trầm Trương Thiếu hiệp hãy chạy mau không còn kịp nữa rồi Trầm Trương lắc vai lão hỏi dồn Cái gì không kịp Lục trưởng lão như quá mệt mắt nờ đờ nói chậm chạp thuốc nổ sắp nổ vì lửa cháy trầm trương hiểu ngay cái nguy hiểm trước mắt nên như ánh chớp thân tràng bắn vọt đến cửa chính sử dụng báo kiếm chém đứt dây khóa trong chớp nhoáng rồi gọi lớn hãy ra nhanh có tiếng hỏi lại còn đinh trang chủ thì sao trầm trương liền lớn tiếng hãy để đó cho tại hạ thế là mọi người chạy nhanh ra riêng trầm trương quay lại vội vàng xốc sắc đinh trang chủ lao tới cổng chính cùng với đoàn người vượt thoát ra trước Lúc này lại có hai tên gia đình cầm trường thương giải đâm tới. Trầm trước hai tay đều bận cả. Lên liền nhún người lách ra phía ngoài cửa. Rồi buông ngay trưởng lão vào sắc đinh trang chủ đổ nhào bên góc bước thành cao vòi vội kiên cố của khô lâu quỷ bảo. Lập tức trầm trương tựa luôn vào cánh cửa lớn của quỷ bảo. Thì hai cây thương dài đâm tới. Chàng liền hoành bộ chộp lấy hai tay hai cây thương. Hai tên gia đình hoảng sợ thụt lùi Nhưng hai ngọn thương đang lao ngược lại xuyên suốt thân mình chúng trầm trương liền đẩy hai cánh cửa to cao nặng nề khép lại rồi thở nhẹ như ngăn cơn sóng dữ nhưng cũng lúc đó một tiếng nổ lớn rồi hàng loạt tiếng nổ tiếp theo có muôn gàn ánh lửa xẹt lên cao cả bức tường thành trung quanh rung rinh như sắp ngã rồi có hàng loạt tiếng la thất thanh rồi lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội tràn lan ra đến bốn bên chung quanh bức tường thành đúng là một biển lửa giữa khu rừng thưa lửa vẫn tiếp tục hoành hành mà chẳng một bóng người nào trong quỷ bảo chạy ra mọi người đều đang đưa mắt theo dõi từng đợt gió thổi vào trầm trương quay nhìn thực trạng nói trưởng lão dương kính toàn xem lực lượng ta thế nào dương trưởng lão xem xét mọi người xong liền nói trang chủ đinh thế nam đã chết trưởng lão châu vẫn vẫn còn bất tỉnh bị mất một cánh tay còn trưởng lão lục nhâm bị nội thương nặng lúc tỉnh lúc không trầm trương quay qua phía phụ tử ông lão nói tiền bối xem có ai thiếu không lúc đó hai cô gái liền nói khi qua hành lang, một cô gái đã bị bọn quỷ bảo giết chết mà chúng ta vừa đánh vừa chạy nên không mang cô ta theo được. Trầm trương nhìn về phía khô lâu quỷ bảo lửa vẫn đang nghi ngút nói. Trận chiến nào đôi bên cũng đều mất mắt cả. Rồi chàng nói với trưởng lão Dương Kính Toàn. Giờ đây chắc không còn gì nguy hiểm nữa. Trưởng lão đưa những vị này ra mé rừng chỗ cột ngựa. Dùng ba con ngựa để di chuyển những người này về phân đả. Trưởng lão Dương Kính Toàn chỉ châu mẫn nói. Châu trưởng lão khá trầm trọng không biết có qua được không. Trầm trương vội đến đưa tay thăm mà cho Châu mẫn rồi nói. Mất cánh tay máu ra nhiều lại còn trúng thêm mấy vết thương nữa. Chàng quan sát các vết thương rồi nói. Có lẽ Châu trưởng lão giao đấu với song tuyệt kiếm và phải chịu như thế này. Tại hạ e rằng chàng nói đến đó rồi nhìn Dương trưởng lão tiếp. Dầu thế nào Dương trưởng lão cũng phải gấp đem trưởng lão Châu mẫn đến phân đả. Lúc này gã thiếu niên nói chúng ta có thể tự đến phân đà được. Xin thiếu hiệp cứ dùng ngựa chuyển các bệnh nhân và các trang chủ về phân đà trước. Trầm trông quay qua trưởng lão Dương Kính Toàn nói, tất cả mọi việc nơi này xin trưởng lão lo liệu giúp cho. Rồi chàng nói với mọi người, tại hạ xin cứu từ các vị, tại hạ có việc cần đi gấp. Trưởng lão Dương Kính Toàn nói, trầm thiếu hiệp cứ yên tâm đến điểm hẹn nơi này để lão lo. Lão nói dứt đã thấy trầm trương lao đi như chiếc bóng Lẫn ngay vào vùng cây phía trước ánh hồng ban mai đã bắt đầu một ngày mới. Vâng thưa quý vị và các bạn, trên đây đã kết thúc phần thứ tư tiểu thuyết Lửa thù kiếm hận của tác giả Trần Thanh Vân. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy vui lòng like, chia sẻ, đăng ký và ủng hộ cho kênh. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.